Chào mọi người, và ngày hôm nay là một cái ngày cuối tuần. Bây giờ là khoảng gần 11 giờ rồi. Nhưng mà mỗi khi là mình sẽ đi chơi, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ ở nhà và mình sẽ tranh thủ làm video cho mọi người. Let's go. Video ngày hôm nay sẽ là một cái video nó nhanh thôi. Một là cái video mình sẽ unboxing một số cái sản phẩm của hãng Snazzy Clothing. Nếu như các bạn đang xem video này là một cái subscriber cũ của mình thì các bạn có thể biết được là mình là một người khá là ưa chuộng cái local brand ở Việt Nam và mình luôn luôn ủng hộ nó. Và Snazzy Clothing này là gần như là một hãng local brand mình đã chọn đến để review cho mọi người từ những cái video đầu tiên. Và nhắc đến đây thì nếu như các bạn nào chưa subscribe channel của mình thì hãy bấm vào phần bên dưới để subscribe nó, và nhớ là đừng quên bấm vào nút chuông ở bên cạnh cái nút subscribe để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Ok, let's go, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng unboxing những sản phẩm ở trong này. Mình sẽ bỏ hết những sản phẩm này ra. Và đây sẽ là một số những cái sticker mà tặng kèm. Và nếu như mình không nhầm ở đây thì là cái chủ đề của cái sticker này là một cái chủ đề về bảo vệ môi trường. Bởi vì là mình thấy một cái bàn tay của con người và một quả địa cầu của trái đất. Và một số những cái ống khói của khí bụi á. Và đây là một cái thiết kế khá là hay của Snazzy Clothing. Và không biết là những cái sản phẩm trong này có liên quan đến cái sticker hay không thì chúng ta hãy cùng mở nó. Ok, và đây sẽ là cái gói hàng mà Snazzy Clothing muốn gửi cho mình. Và trước mắt các bạn đây sẽ là một cái gói hàng của Snazzy Clothing. Về cái thiết kế của cách đóng gói này thì mình thấy là nó khá là đơn giản. Và chúng ta sẽ được gói hàng bằng giấy chứ không phải là bằng ni lông như những cái sản phẩm trước. Và chúng ta sẽ được gói cái áo ở trong này như kiểu là một cái món quà ấy. Và sẽ được dán logo của Snazzy Clothing ở những cái viền để cố định cái cho cái túi lân này. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái món đồ này ra. Đó, chắc là các bạn cũng đã xem qua về cái thiết kế của cái t-shirt lần này rồi. Và các bạn có thể thấy ở đây là một cái t-shirt, một cái form là, mình thấy ở đây là một cái form oversize. Và nó có một cái hình ở đây. Thì cái hình ở trên này ý, chính là cái hình của cái sticker mà mình vừa mới giới thiệu cho mọi người. Thì chúng ta sẽ có một cái bàn tay của con người và một cái quả địa cầu. Và trên cái quả địa cầu đó thì là những cái ống khói, những cái rác thải. Và mình nghĩ đây là một cái thiết kế, một cái bắt trend cực kỳ mới của Snazzy Clothing mà họ muốn hướng đến với tất cả mọi người. Và nếu như mọi người cũng đã biết và mọi người cũng đang sống ở trên hành tinh này thì mọi người đã cảm nhận được là ở trên cái thời điểm hiện tại thì những cái ô nhiễm môi trường, những cái ô nhiễm về rác thải, về không khí, về tất cả mọi thứ đang rất là nặng. Và nếu như mình không lầm thì nước chúng ta cũng là một trong những cái nước mà nó có cái lượng mà ô nhiễm môi trường khá là cao. Và Snazzy Clothing đã thiết kế ra một cái hình nó khá là đặc biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái bàn tay để ôm cái quả địa cầu. Nếu như các bạn không biết là các bạn sẽ hiểu như nào, nhưng mà theo cá nhân mình á, là mình hiểu là cái quả địa cầu đây là trái đất, và cái bàn tay này sẽ là cái bàn tay của chúng ta, là bàn tay của con người. Và cái bàn tay này và cái bàn tay mà ôm cái quả địa cầu này thì nó đang bị phân hủy. Và theo như mình hiểu về cái hình này là chúng ta đang tự dần giết chúng ta bằng cách là vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tất cả mọi thứ. Và ở trên hình ảnh chúng ta sẽ có một cái chữ gọi là detection. Thì nghĩa của cái từ detection này nó là một cái từ về sự phá hủy. Thì nó cũng khá là xem với cái chủ đề này. Và về cái chất vải này thì là một cái chất vải cotton và nó khá là co giãn để chúng ta có thể mặc vào trông rất là thoải mái và nó thấm mồ hôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tag của Snazzy Clothing bình thường và một cái tag để gắn theo tên cái mác áo này nữa. Ở cái mặt sau của cái chiếc áo này là nó là một cái hình như cái áo ở bên ngực, nhưng mà tuy nhiên là nó có màu, cho nên là chúng ta sẽ liên tưởng hơn, rõ hơn về cái trái đất và cái bàn tay của con người. Và ở dưới cái hình này thì chúng ta sẽ có một cái chữ. Ở đây mình tạm gọi là một cái câu châm ngôn, như là mình dịch tạm ở đây là ngày nay trong tương lai chúng ta sẽ, những con người đang tự giết chúng ta bằng đôi tay. Thì đây là một cái vấn đề mà nó khá là cần thiết và chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn về cái vấn đề bảo vệ môi trường. Nếu như các bạn không biết thì ở thời điểm hiện tại thì những ca sĩ, những cái vlogger họ thường làm ra những cái content, những cái nội dung mà liên quan đến bảo vệ môi trường. Và đây sẽ là một cái sự bắt trend, xu hướng mới của Snazzy Clothing mà khá là nhanh. Bây giờ thì mình sẽ tạm thời để cái sản phẩm này sang một bên và sẽ unboxing thêm cái sản phẩm tiếp theo. Và cái sản phẩm tiếp theo này thì nó, mình chưa biết là cái gì và mình sẽ mở nó ngay bây giờ.
mà mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao lần này Snazzy Clothing lại làm đóng gói bằng cái giấy này. Và bởi vì là họ cũng muốn là góp phần bảo vệ môi trường từ những cái sản phẩm nhỏ nhất, cho nên là họ sẽ đóng gói vào cái giấy như này để có thể là chúng ta sẽ phân hủy dễ hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Và như các bạn có thể thấy, đây là một cái áo t-shirt cũng khá là giống với cả cái áo trắng vừa rồi. Nhưng mà tuy nhiên là nó là màu đen, và thiết kế của nó thì mình nhìn qua ở đây là nó đảo ngược lại hoàn toàn so với cái thiết kế của cái áo trước, là cái hình của mặt sau của cái áo trắng nó sẽ được đảo lên trên đằng trước ngực này, và cái hình đằng trước ngực sẽ được đảo về đằng sau. Mình thấy là cái chất vải của cái áo t-shirt này nó thực sự rất là chất lượng. Mình cũng không biết là sẽ phải miêu tả cho các bạn như nào, nhưng mà mình thấy là cái chất vải sờ lần này sờ vào rất là thích. Với cái đặc điểm về một cái mới của cái áo đen này, đó chính là cái chữ Snazzy ở đây. Thì đây có thể gọi là một cái logo nhỏ mà Snazzy Clothing muốn in để đưa vào trong cái này. Về cái chất liệu in của cái áo t-shirt lần này là mình thấy là nó khá là chất lượng. Sờ vào thì khá là thích. Mình nghĩ là cái chất liệu này thì chúng ta giặt ấy thì nó sẽ rất là ít bong, bởi vì là nó in rất là chắc ở trên này và sờ vào rất là mịn, và nó không hề có một cái gợn gợn mà mặt sau đằng bên trong ấy, thì nó gần như là không cảm giác là đang in ở trên áo luôn. Và về một cái detail mà mình vừa mới phát hiện ra là ở trên chiếc áo oversize này thì ở cái đường chỉ chỗ vai á thì nó sẽ được may hoàn toàn dày hơn so với những cái đường chỉ ở chỗ khác, là bởi vì là những chiếc áo oversize này thì thường là họ sẽ cái phần vai của nó sẽ rất là quan trọng. Và mình thấy là Snazzy Clothing làm cái phần vai gồ lên này để khi mà chúng ta mặc vào ấy thì thực sự cái phần vai của chúng ta sẽ rất là đẹp. Và nếu như các bạn không tin thì các bạn hãy follow Instagram của mình để có thể thấy mình mặc những chiếc áo này và thấy phần vai sẽ đẹp như nào. Và các bạn hãy comment ở bên phía dưới để cho mình biết là các bạn hãy chọn áo màu đen hay áo màu trắng nha. Để tiếp tục cái video này thì mình sẽ unboxing thêm một cái sản phẩm nữa. Và cái sản phẩm này cũng là một cái sản phẩm cuối cùng rồi để có thể là kết thúc cái video này rồi. Mình thấy là đây sẽ là một cái gói hàng, và mình thấy là cái gói hàng này thì nó to hơn cái sản phẩm, hai cái sản phẩm vừa rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Mình nghĩ là bên trong này sẽ là một cái sản phẩm gì đó như là một cái quần hoặc là một cái áo jacket. Thì ra là mình đoán gần đúng rồi mọi người ạ. Là đây là một chiếc quần. Về cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chiếc quần jogger lần này là cái chất vải của nó thì thực sự là khá là thoải mái và co giãn. Và các bạn cần phải hiểu là những chiếc quần jogger thường thì họ sẽ mặc hơi thiên hướng slim fit một chút, cho nên là cái chất vải này lần này là họ sẽ làm co giãn. Về cái độ co giãn này thì mình thấy là nó khoảng tầm 2-3% spandex thôi, cho nên là các bạn sẽ vẫn có một cái form quần lên rất là tốt. Về thiết kế của cái quần này thì nó cũng không có gì đặc biệt cả, bởi vì là nó là một chiếc quần jogger bình thường thôi. Ở mặt trước thì nó sẽ có một cái dây để có thể cố định cái chiếc quần lại, và sẽ có thêm hai túi ở bên hai bên cạnh. Và ở mặt sau chúng cũng có hai túi, nhưng mà hai túi này thì nó lại thiên hướng cargo pant một chút, cho nên là các bạn có thể vừa mặc cái quần này như là cargo pant, hoặc là có thể mặc quần này như là một chiếc quần jogger bình thường. Ở hai phần đoạn đùi của các bạn thì sẽ có hai cái chiếc túi. Túi này thì mình thấy là nó khá là giống với cả cái túi hộp của chiếc quần cargo pant, và nó sẽ khá là rộng ở đây để các bạn có thể được đồ thoải mái. Ở phần bên phải này thì chúng ta sẽ có một cái túi như vậy, nhưng mà tuy nhiên ở đây sẽ được in một cái chữ destruction. Thì cái chữ này nó mình vừa nói rồi, nó là một cái chữ của sự phá hủy. Và theo như mình thấy là cái chất liệu ở đây là cái chữ này có thể phản quang được, từ từ để mình sẽ chứng minh cho mọi người xem. Thực sự là đúng là như vậy, là cái chiếc quần jogger này chúng ta sẽ được cái phản quang ở phần bên túi này. Các bạn đừng nhầm giữa phản quang và phát sáng nhá. Phát sáng là khi mà chúng ta tắt đèn đi là nó sẽ phát sáng, còn phản quang là khi bắt buộc các bạn phải chụp ảnh hoặc là quay video mà có đèn flash, bởi vì là nó sẽ phản quang lại cái ánh sáng của cái đèn flash đấy và nó sẽ sáng ở phần đó lên. Và những cái chiếc quần jogger như này á, thường là nó sẽ trường tồn theo thời gian, một cái thời gian khá là dài, và mình nghĩ là nó sẽ không hề bị lỗi mốt. Và cái đặc điểm không thể thiếu của quần jogger đó chính là cái phần về cái ống quần của nó thì sẽ được làm bo lại để ôm sát vào cổ chân của chúng ta hơn. Chính vì vậy nó mới được gọi là quần jogger. Và mình mong muốn là chúng ta hãy cố gắng bảo vệ môi trường từ những cái việc nhỏ nhất, là cố gắng là hạn chế
xả rác và luôn sử dụng những cái gì đó nó liên quan đến giấy và dễ để phân hủy, hạn chế sử dụng ni lông và một số những cái đồ nhựa, bởi vì là nó những cái đồ đấy thì nó phải mất khoảng 10.000 năm mới có thể phân hủy được. Và nếu thấy hay và nếu thấy video này bổ ích thì các bạn nhớ là đừng quên bấm like và để lại cho mình một share và một subscribe để có thể mình có thêm được những video tiếp theo.